chào mừng các bạn đến với Dân Tổ Việt. Từ những thanh niên đam mê tốc độ, có kỹ năng thượng thừa trong việc lái xe và thích ăn chuối ca nải, thích ngâm gạo hỏa thân, họ là những thành viên không chính thức của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Với những phong cách lái xe kỳ dị mà người bình thường chắc không thể nào làm được như bốc đậu, bốc đít, lái xe kiểu người tàn tật. Ấy giờ, vị huynh đại này, anh có biết thiệt là cháy đó mà. Từ những cuộc đua cho kịp giờ đầu thai này, những thanh niên trực tiếp tạo ra công ăn việc làm cho những bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và dịch vụ nhà tang lễ. Tới khuya ngày 11 tháng 3, công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe máy lao lên vỉa hè tông vào tảng đá làm một thanh niên chết tại chỗ. Được. Hào án. Hào án. Họ còn giúp nhà nước ta giải quyết các vấn đề nan giải về gia tăng dân số, chỗ ở và việc làm. Chỉ cần một chiếc xe rim hay quay chiến, một bộ áo LV và một quả đầu không biết có bị lẻ lở hay không, nhưng không bao giờ đội mũ bảo hiểm cả, họ đã có thể trở thành một tổ lái, một dân chơi thứ thiệt. Với một trái tim can đảm, họ là một bậc thầy về sự mạo hiểm, thích tốc độ và làm điều giúp nhanh chóng về với đất mẹ hơn. Vỗ tay! Những thanh niên này thường còn rất khả. Họ là những idol, những thần tượng của cộng đồng mạng, khi thường xuyên được các anh chiến sĩ công an mời lên phường xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm, đồng thời góp một phần vào ngân sách nhà nước giúp đất nước phát triển hơn. Đến với giải đua Bát Hương Vàng, giải đua MotoGP của phiên bản Việt Nam, nơi tụ họp những quái xế với hình dáng kỳ dị, tạo ra những tiếng gầm rú xé toạc màn đêm. Những thanh niên này thường xuyên được các người dân tặng những câu nói thân mật như mẹ nó, má nó. Thời buổi xã hội phát triển như hiện nay, những tổ lái này cũng dần nâng cấp những con chiến mã của mình ngày càng nhanh hơn, ngày càng mạnh hơn, giúp rút ngắn thời gian đi đến suối vàng hơn, đoàn tụ cùng ông bà. Với những dân chơi này, chiếc xe nhiều là một thứ thể hiện sự đẳng cấp và chịu chơi. Bốc đầu, bốc đít, lạng lách với tốc độ cao, rồi đăng lên mạng xã hội, họ tưởng như vậy là ngầu, là chịu chơi. Đôi khi chúng ta còn có thể bắt gặp những pha truy đuổi lạng lách tựa như phim hành động Hollywood, khi được các anh chiến sĩ công an truy đuổi, và còn được các anh hộ tống thẳng về trụ sở công an. Yêu dân tổ, chết sớm em ơi. Màu thế. What?